nghị Trung ương 9 đã thảo luận dân chủ cho ý kiến chỉ đạo việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Sáng ngày 18 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 9. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Về việc chuẩn bị đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, Ban chấp hành Trung ương, nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu ban. Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, trình bày ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về định hướng cho toàn đảng, chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng, Tổng Bí Thư cho hay, hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao với những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Cụ thể là những nội dung chỉ thị số 35 còn phù hợp, những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung, những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khóa 13, những nội dung không kế thừa chỉ thị số 35 cần được lực bỏ cho phù hợp với thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công đại hội 14 của Đảng. Ngoài ra, Trung ương xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Trung ương đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Ban chấp hành Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này cần phải nghiêm túc khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 đến 2025 với kết quả cao nhất. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội 13 của Đảng.